Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng đánh đuổi giặc ngoài xâm, Phù Đổng Xung Thiên của Bùi Hoài Duy được ra đời, đang được thí sinh Bùi Bích Diệp số báo danh 721 trình diễn trên sân khấu của Miss Grand Việt Nam 2022 ngay lúc này. Khắc họa vẻ đẹp về một chiến binh sinh ra từ đời thường, với lòng yêu nước và dòng máu anh hùng luôn chảy trong huyết mạch. Inspired by the myth of Dòng fighting the invaders, Phù Đổng Xung Thiên portraying the beauty of a warrior while hiding under the skin of an ordinary person who possesses a patriotism and heroism invincible.